ra chỗ quay xe. Bây giờ là 9 giờ ngày 11 tháng 1 năm 2019 thì chúng tôi vừa lắp đặt xong bộ bàn ghế nhà anh chị Dung Thân. Vâng. Khu 3 Nông Trang. Tại khu 3 phường Nông Trang, thành phố Việt Trì. Đây thì tôi có quay lại một cái video làm mà kỷ niệm với gia đình anh chị đây. Trên màn hình đây là anh chủ nhà. Ở đây bộ ghế Minh Quốc Voi, hàng 6 món Vũ Hương Đá. Đây hàng rất là đẹp. Tôi sẽ quay qua chi tiết cho mọi người cùng xem và tham khảo. Đấy. Đây hạ 2 cái khu nhà anh ạ. Đấy, đây là toàn cảnh bộ bàn ghế rồi. Rất cảm ơn gia đình anh chị đã tin tưởng và sử dụng ủng hộ sản phẩm chúng tôi. Chúc anh chị và gia đình nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc, là chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán chỉ còn đây 20 ngày nữa thôi là Tết Nguyên Đán. Mọi người ai có nhu cầu thì có thể liên hệ với tôi theo số điện thoại 0987 510 816. Rất cảm ơn gia đình anh chị và hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác nhé. Anh chủ nhà rất đẹp trai.